và Minh Tuân. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời khách mời của ngày hôm nay. Nhưng mà con còn dở, con còn chưa kể cái vụ mà con làm mẹ tốn tiền nữa nè. Hung đã đời rồi, chơi chừng nó về nó ôm mình nè, ôm mình nè, ôm mình nè. Mẹ ơi, dễ con nó có bằng. Mẹ ơi, dễ con nó có bạn gái khác rồi. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Chào em Chi. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Em tên là Nguyễn Phước Long, em 23 tuổi, quê em ở Tân An, Long An. Hiện tại em đang sống ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, và em đang làm công việc gì hay là em đang học gì? Sẵn nhắc tới công việc của em á, thì em có một món quà muốn gửi tới lại anh Tuân và chị Chi. Thực giống như chị. Rồi cho anh hỏi tuổi thơ của Long á. Long cảm giác có mình có giống như các bạn khác không? Hay có một cái tí gì đấy? Em nghe mẹ em kể lại á, là ngày xưa lúc mà còn nhỏ thì mẹ hay dẫn em đi chợ. Thì mẹ nói là em chuyên gia lựa đầm búp bê. Em nghe mẹ kể thôi, không biết là lúc đó mẹ chọc em hay là sao, nhưng lúc mà còn nhỏ luôn hả? Rồi mẹ có kể là khi mà mẹ thấy em thích mấy cái đó, mẹ phản ứng như thế nào với em không? Mẹ không nói là mẹ như thế nào, nhưng mà mẹ vẫn mua. Tại vì tới lúc mà em hiểu chuyện được và em biết được mọi thứ thì trong tay em vẫn còn cầm một con búp bê. Em vẫn còn thường may đồ, lấy đồ quần áo của mẹ. Mà khi mẹ không sử dụng nữa thì em cắt ra may đồ búp bê em chơi. Có bao giờ thích chơi đồ trên gái từ nhỏ? Mẹ em nói hẳn là mẹ em rất là dễ chịu. Luôn cả khi mà em công khai giới tính với mẹ thì mẹ cũng không có la em luôn. Chắc là mẹ cũng đã biết rồi. Tại từ nhỏ thích chơi đồ gái rồi mẹ cũng đã nghi ngờ rồi. Dạ, nhưng mà cái vấn đề biết với vấn đề chấp nhận nó khác nhau không chị? Em thấy mẹ của Long cực kỳ thương Long mới có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Rồi cái việc mà em hơi khác biệt với các bạn nam khác á, nó có làm cho em gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Dạ, từ năm em vô lớp 1 thì mọi chuyện của em nó khá bình thường. Nó không có gì rắc rối hết. Tại vì tới tận năm lớp 9, lớp 10 em mới phát hiện được là giới tính của mình như vậy. Mà làm sao em phát hiện ra bản thân mình như vậy? Thì năm đó là năm lớp 9, tất cả các trường thì sẽ có thầy giáo thực tập, cô giáo thực tập sinh vào trường. Năm đó là có một số thầy giáo vô thực tập môn thể dục trường em. Trường của thầy có tổ chức cắm trại. Cắm trại mới xảy ra chuyện phải không? Cái đêm cắm trại nó mới có chuyện. Câu chuyện đấy như nào? Chuyện gì cụ thể đấy cưng? Dạ, chuyện đó là cũng như mọi người đang cắm trại thì mỗi một lớp sẽ có một cái trại riêng cho mọi người cùng ngủ. Thì tụi em thì một lớp tụi em vô trong đó ở chung với thầy. Thì đêm hôm đó là chỉ đang ngủ bình thường, cái thầy ôm em. Thầy ôm em? Dạ. Ủa em, thầy ôm em nhưng mà cái cảm giác em á, là thầy ôm em cái kiểu thầy trò bình thường hay là có cái gì đấy bất thường ở trong cái ôm đấy? Em không biết là đối với thầy là thầy ôm em là nó bình thường hay là nó bất thường. Nhưng mà đối với em trong lúc đó em hơi bị không có bình thường. Tại vì cảm giác trong người em nó hơi bị nóng người mà khó chịu thôi. Là ôm gần gũi hay là gác tay gác chân kiểu lơi lơi thôi? Sao hỏi kỹ vậy? Dạ không, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến cái việc phát triển tâm lý của Long. Có thể như là có những cái gác tay gác chân là bình thường, nhưng nếu mà ôm chặt hay ôm ghì nó lại khác nha. Cái này là ôm đó chị. Có nghĩa là em nghĩ là một người con trai thẳng kiểu mà thích thú sẽ mà không bao giờ tự dưng ôm ghì một người con trai khác như vậy. Cái mức của em với thầy đó là chỉ có ôm nhau. Tại vì trong cái liều đó nhiều người mà, sao mà làm chuyện gì được nữa. Ông ý em là sau đó. Sau đó. Dạ thì sau đó là thầy cũng học xong 3 tháng, thực hành 3 tháng xong thầy không còn gặp tụi em nữa. Thì trong khoảng thời gian cũng 1-2 tuần là cũng còn nhắn tin, mà cái thời đó là nhắn tin bằng điện thoại trắng đen. Chỉ xài bằng điện thoại trắng đen thôi, cho nên là
nhắn tin rồi gọi điện, xong rồi thầy về quê, thầy ra trường, thầy về quê là không liên lạc với nhau nữa. Mức quan hệ của em với thầy là chỉ bằng một cái ôm thôi. Và nó thay đổi suy nghĩ của Long luôn. Khoảng thời gian sau 3-4 tháng, 4-5 tháng gì đó em mới quen một người. Tụi em quen nhau do một người bạn giới thiệu ở Facebook. Em cũng sợ thử có như thế nào, thử có cái cảm giác của mình có thật sự nó như vậy hay không, thì tụi em cũng nhắn tin qua lại. Được 3-4 tháng mới hẹn nhau gặp mặt. Được bao lâu? Dạ quen cũng gần 7-8 tháng. Mà em hỏi chị Chi với anh Tuân nha, có bao giờ chị Chi với anh Tuân á bị bắt gặp người yêu mình lăng nhăng chưa? Là ngoài tình với người khác hả? Dạ đúng rồi. Chuyện thì chị chưa bao giờ. Anh chưa bao giờ. Anh nói thật là anh không tự hào gì về tất cả những người yêu anh đã từng yêu. Nhưng anh thật sự tự hào vì trước giờ anh toàn yêu người tử tế thôi. Không biết là có lăng nhăng sau lưng mình hay là không, nhưng thật sự là chị cũng chưa bao giờ bắt gặp cái tình trạng. Có nghĩa là có thể không, nhưng mà vấn đề là anh chưa bao giờ phải lăn tăn về việc đó. Chuyện tình đầu tiên của em là cũng là một chuyện tình gọi là hơi bị đau. Tụi em quen nhau xong rồi cùng nhau xin một việc làm một chỗ, là hai người cùng làm chung. Thì ngày hôm đó là em đi làm về trễ, còn bạn đó được ốp đợi đó ở nhà. Thường ngày là chúng em làm tới 2 giờ sáng, nhưng mà đêm hôm đó em 12 giờ em xin về sớm. Em cũng không biết tại sao em lại xin về sớm, tại vì em rất là linh tính hay sao. Em vừa về tới nhà thì em gõ cửa. Em mở cửa thì cái người đó mở cửa phòng ra. Đập vô trong mắt em đó là cái cảnh tượng một người khác đang ở trong phòng mình. Đang ở trong phòng em, đang nằm trong cái phòng mà giữa em với người đó. Là tại vì cái anh kia tưởng là 2 giờ mới về, đúng không? Dạ. Chờ cái gì mà. Rồi chưa hết đâu là còn bận bộ đồ của em trên người nữa. Nằm trên giường em, xong rồi em cũng không làm được, em phải bỏ đi. Và nhưng mà lúc đó cảm xúc em như thế nào? Người đó có níu kéo em không? Dạ không, người đó không níu kéo em. Em có nói gì không? Em cũng chỉ nhìn rồi em đi. Em buồn. Dạ. Em đi ra. Em đi ra ngoài đường thì người đó còn làm một chuyện hơn như vậy nữa. Thay đồ xong, bồ em kêu người đó chở ra đứng trước mặt em, hôn nhau một cái rồi đi về. Sao mấy người bị cái gì, bị bệnh gì nặng gì? Ủa em, nhưng mà lúc hai người quen nhau á, bọn em có mâu thuẫn gì nhiều dẫn đến việc đó hay là vẫn đang hạnh phúc? Dạ lúc tụi em quen nhau là tụi em đang gọi là hạnh phúc. Tại vì tụi em cùng nhau đi làm, rồi ở chung, làm sinh hoạt thì mọi thứ là chung hết. Nhưng mà cho dù cái mâu thuẫn cũng vậy, nó không thích thì đừng nói người ta chia tay rồi quen ngày quen. Cái này là một cái kiểu gì? Dạ không, ý của em là ví dụ có mâu thuẫn thì người kia họ sẽ tìm cách trả đũa Long á, kiểu như làm cho Long phải ghen, phải bực á. Còn nếu không có gì mà như không, cái này là Long đi về vô tình quá, mất gặp. Quá đáng thật. Rồi sao cái bữa đó là mà chia tay luôn? Dạ đúng rồi, sao bữa đó là... Nhưng mà ở, cho chị hỏi là ở trong phòng là phòng của bên em hay là bên của bạn trai em? Dạ phòng là phòng của em đứng mướn. À phòng bên này đứng mướn mà dám dẫn về vậy? Phòng em đứng mướn thì em ở gần khu nhà em và gần cái chỗ em làm trước đó, cho nên là em mới mướn cho đấy mở luôn. Thì người đó vô ở với em. Sau cái vụ việc đó thì em về em gặp mẹ. Em khóc với mẹ một tăng. Kể cho mẹ nghe. Dạ. Tại vì trước đó là em đã cho mẹ biết về cái giới tính của em rồi. Là em cho mẹ biết năm em bao nhiêu tuổi không hả? Dạ, em cho mẹ biết năm em học lớp 10. Là sao cái lúc mà em có mối quan hệ với thầy giáo. Cũng suy nghĩ thôi, xong rồi em cho mẹ em hay. Cũng kể mẹ nghe luôn. Dạ, nhưng mà em phải lựa một cái ngày đó mẹ em vui, thiệt là vui em mới dám kể. Cái đêm cái chuyện đó là em với mẹ đang ngồi xem phim. Thì em không biết là hôm đó mẹ em muốn bài ăn hay là gì đó em không biết. Mà mẹ em vui lắm. Nhìn mặt mẹ em coi phim mà mẹ em ngồi cười hoài à. Mẹ coi hay coi của chú Hoài Linh đó. Thế mẹ cười thì em lợi dụng lúc đó em nói luôn: "Chị ơi." Tại vì em với mẹ hay xưng nhau bằng chị em á. Em kêu là: "Chị ơi, ví dụ giờ em không thích con gái thì sao?" Cái chị em nhìn em cười. Chị em nhìn em cười, cái chị em nói, mày nói gì? Cái em nói là: "Chị ơi, em không thích con gái, giờ em thích con trai." Cái chị em nói: "Giờ sao không được? Sống sao mà mày cảm thấy mày thoải mái, mà mày đừng đụng tới pháp luật, mày vui vẻ là được rồi. Nhà tao còn anh hai mày mà. Nên là mẹ cho chơi luôn." Cũng thoải mái quá ha. Dạ. Nhà em được cái là gia đình ngoại với lại mẹ em rất là thoải mái, chỉ có bên nội là hơi khó khăn. Kể tới khi ngày mà ba em mất, ba em vẫn chưa biết em như vậy. Của em bị bệnh mất hay sao? Dạ, thì gia đình em là di truyền từ đời ông nội em là bị bệnh tim. Ba em với... Em cũng bị luôn? Dạ. Anh em nhà em ba người đều bị hết. Có ai ngăn cấm em là gay không? Dạ có. Trong gia đình em thì có anh hai.
anh hai em là một người sống sống như kiểu bụi đời á. Mà thường thường bụi đời là rất là thương những người gay mà. Sao mà ngược lại là anh hai em không muốn em như vậy, ngăn cấm em không cho em làm gay. Và anh hai từng làm gì em, có nghĩa là biểu hiện của anh hai đối với em như thế nào? Dạ có, anh hai đã từng dùng roi điện chích em chảy máu lỗ tai. Lúc đó là có mẹ, mẹ em khóc nhiều lắm, mẹ em khóc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà em nói cho anh hai em nghe là dù là em là cái gì chăng nữa thì trời sinh ra cũng đã như vậy rồi, không có sửa được. Mà sao làm anh mình lấy cái điện chích em là như vậy? Có nghĩa là anh hai có nói lý do tại sao làm như vậy không em? Anh hai không muốn. Không muốn gì, có những cách để mà mình khuyên mình nói chứ sao mà em ruột của mình lấy gói điện chích như vậy này thì thấy rất là dã man, thật sự không chấp nhận được. Rồi đến bây giờ thì anh hai của em đối với em như thế nào? Tới tận bây giờ cũng không nói gì về em. Từ khi em đi ra đời em làm tới nay thì em với hai em ít gặp nhau lắm. Rồi lúc đấy khi mà mẹ của em thấy hai anh em như thế đó thì mẹ em như thế nào? Mẹ em khóc nhiều lắm, mẹ em khóc rất là nhiều. Mẹ tới nỗi mà mẹ em muốn quỳ xuống lại anh hai em luôn. Mà cãi nhau rồi làm âm sầm một xíu thì em mới bỏ đi. Em không ở nhà em bỏ đi. Nhưng mà ác quá. À bây giờ tiện thể để nhắc đến mẹ của em. Thì chị Chi hôm nay chương trình có mời đến người mẹ và cũng là người chị và người bạn đồng hành của Long. Và xin mời mẹ của Long. Chào cô. Chào cô ạ. Cô tên Nguyễn Thị Loan, ở Long An. Dạ vâng. 47 tuổi, mẹ của Long. Sau khi cô nghe Long kể ra những cái khó khăn mà mình gặp phải, cái cảm xúc ở trong cô bây giờ như thế nào? Hồi lúc đầu thì cô cũng lo dữ lắm, nhưng mà sau này thì cái cuộc sống của nó như vậy rồi thì cô cứ để cho nó tự nhiên theo bản chất của con cô. Thì dần anh nó bỏ cho nó kiểu như thôi giờ nó còn đánh nó không cô? Nó đánh rồi, tại vì cô có nói thôi bây giờ á con thì sống theo con đi, giờ con có vợ của con rồi, còn em của con nó vậy á thì con cứ để cho nó vậy đi. Đúng rồi, mọi người con có tự do riêng. Ừ, nó có cái cuộc sống riêng của nó, bây giờ thì con lo vợ con đi, còn nó thì lo bản thân nó. Bây giờ không ai mà đụng chạm mình ai. Không thích thì thôi đúng không, chứ mình đụng chạm tới cuộc đời riêng của mình, để cuộc sống nó vẫn thoải mái hơn. Cô cấm nó không có cho đụng chạm gì tới này hết, là giờ nó không có nói gì được hết. Con nghĩ là Long cũng không muốn Long sinh ra Long như vậy. Thì bởi vậy mình nên con nghĩ là mình phải thương Long nhiều hơn. Tại từ hồi bé là đi chợ là nó đòi đầm đồ màu đỏ, màu vàng, đồ dép, đồ cái màu gì rực rỡ không à. Nhưng mà mình suy nghĩ mình cũng nói thôi kệ, nó đòi thì mình cứ mua cho nó. Cái bữa đó dẫn vô siêu thị, nó đòi mua cúp bế. Mà lúc hôm đó mua cúp bế hình như cũng mắc tiền lắm. Tại cúp bế bự mà tóc dài vậy nè, mà tóc nhuộm màu vàng nữa. Cơ khổ trời đó, cơ một ngày hả, nó gọi đầu 3-4 lần rồi nó cắt tóc, rồi nó cắt kiểu này kiểu kia. Đến nỗi chừng dòm lên cúp bế cái đầu cọc lóc luôn á, không còn gì hết. Rồi xong á, nó đi xin giải của người ta mà thợ mai á, xin giải đẹp lắm mà nó có năng khiếu may cái mà sừng xám vậy nè, rồi may đầm may đồ cho con cúp bế mặc rất là đẹp. Bây giờ nó lớn mà nó đi về cô mà trong túi cái bóp nó vẫn còn con cúp bế nhỏ xíu nè. Cúp bế mà tóc dài mà nhỏ xíu y như cái mọc quá củ ngân sâm vậy đó, mà nó đẹp lắm con cúp bế á. Rồi bữa hôm nó về nó út gái em nó xin nó rồi nó ấy đi anh ba cho đó, rồi không biết hôm nào nó có nữa không biết nữa. Ở trên nhà nó chơi cái bé nhỏ lớn luôn. Khi mà biết Long như thế thì gia đình nội ngoại của mình có phản ứng gì không cô ha? Bên đây thì cũng rất là dễ bên ngoại nó, còn bên nội nó thì cũng như từ ngày mà cha nó chết tới giờ là cũng không có biết. Nhưng mà bây giờ biết rồi cũng không có la được gì hết á. Con nghĩ nếu mà biết Long như vậy thì con nghĩ là mình phải chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Tại vì Long sinh ra là Long kém may mắn hơn người bình thường, là vướng vào làm gay trong cộng đồng LGBT làm cái thiệt thòi cho Long rất là nhiều. Cái mặc cảm xã hội đã không nhìn nhận, đã không có ưu ái rồi, còn gia đình mình còn xa lắm đánh đập như vậy nữa, thì con nghĩ là Long rất là tội nghiệp. Và mong rằng anh của Long xem chương trình này phải hiểu cho Long
Long sinh ra Long không muốn như vậy. Nếu Long sinh ra Long được may mắn như anh thì bây giờ Long đã có vợ, có con rồi. Long đã kém may mắn rồi thì anh đừng để cho Long tổn thương nữa. Cái này là Khanh Kim muốn chia sẻ và nhắn đến anh của Long. Khi mà cái cô nghe Long chia sẻ về cái chuyện tình cảm rất là nhiều nước mắt của mình á, khi cô nghe xong câu chuyện đó thì cô cảm thấy như thế nào? Nhưng mà con còn dở, con còn chưa kể cái vụ mà con làm mẹ tốn tiền nữa nè. Đâu bây giờ mẹ không mẹ đã đời. Cô kể nha cô. Kể mà hung hung đã đời rồi, chứ chừng nó về nó ơ mình nhà, nè. Mẹ ơi, để con nó có bạc. Mẹ ơi, để con nó có bạn gái khác rồi. Cái mình nghĩ mình nó ủa thì bạn gái khác là sao, ta suy nghĩ hoài nó chắc còn tự giận chết quá. Thì mình nghĩ như vậy thì mình cũng đâu có nghĩ đâu có gì đâu, đâu có mà đâu có ngờ là nó uống thuốc đâu. Trời ơi, con nó tự tử luôn hả cô? Nó tự tử luôn, đưa vô bệnh viện Long An tốn mười mấy triệu luôn đó. Vì một là người như cái vậy người đó như vậy đó, tốn mười mấy triệu luôn. Cái người mà hồi nãy nó kể là hung hung bỏ nó rồi ở khác không có nói thì ai nhà nó đi ra khách sạn nghỉ Long An á. Lưu Liên rồi đó. Đã buồn tình rồi còn chọn khách sạn tên Lưu Liên. Sao không chọn cái khách sạn nào đi, vô cái Lưu Liên chi nữa. Hay là muốn Lưu Liên người ta nó quất ở ngoài đó đó, nó uống ngoài đó đó, rồi bạn nó mới điện về cho hay. Nói mẹ ơi anh Long tự giận ở ngoài này rồi. Cái mình hồi lúc mình cũng tức, mình nói kệ nó cho nó chết nó cho rồi đi. Mình nói vậy thì mình cũng tức, mình nói vậy nhưng mà cũng không được nữa. Rồi bắt đầu chiều về mới bóc ra ngoài nhà thương Long An, đưa vô bệnh viện cấp cứu, nằm mấy ngày phòng ở trong phòng đặc biệt trong cấp cứu luôn á. Nó xúc ruột rồi này kia nọ, đóng tiền tạm ứng tiền này kia hết 15 triệu đó, nằm đó. Rồi bây giờ em trả nợ cho mẹ hết mười mấy triệu đó chưa? À chưa một đồng nào. Ok. Nó tới muốn dạ, xỉu. Có. Có hả em? Mẹ chuyên gia lai mà có vấn đề là đưa 50 mà đầu 100. Là em gửi về cho mẹ 50 mà mấy bữa sau mượn lại 100. Sau cái lần đó thì em có quen một người khác nữa, mà cũng gần 2 năm em mới quen được một người. Em bị gạt nữa. Lần này đỡ hơn lần trước. Lần trước là do chính mắt em bắt gặp và chính mắt em thấy. Còn lần này là chỉ nhắn tin qua lại với bạn của em thôi. À là thấy trong điện thoại thôi. Dạ rồi bạn em đưa cho em coi. Dạ, đặt ra. Rồi lần này tốn bao nhiêu tiền em? Lần này tốn băng keo 2-3 ngàn à. Phải em gạch trong sỏ đau á, em gạch nhẹ. Cái nó vừa xước máu miếng cái em dán băng keo vô. Mỗi lần em làm như vậy em không nghĩ đến mẹ em hả Long? Dạ cũng có, cho nên là lần này mới nhẹ hơn là gạch tay thôi đó. Chứ không nghĩ tới mẹ là em đi luôn rồi. Thà ví dụ em buồn em đi nhậu cho sang rồi em quên đi, sự đời đi. Chứ em đừng có gạch tay. Hành hạ em gạch tay rồi cái tình yêu có trở lại không? Đâu có trở lại đâu. Tại vì á người rồi ta vết thương nó đâu có lành đâu. Người ta buồn thì người ta đi nhậu, còn em không biết nhậu sao em nhậu. Thì đi chơi này này nọ thì mình buồn. Tập trung vào công việc, mình làm cho mình bận rộn lên để mình quên cái nỗi buồn đó đi em. Mà em càng hành hạ em, người đó càng cười em. Em phải phấn đấu hơn, em phải có những cái hơn. Lúc mà người ta gặp em thì người ta mới nể em, người ta mới liếng tiếc về mình. Chứ tiên mình hành hạ mình làm cho mình xấu xí tàn tạ, mình gạch tay gạch đồ, không có được cái gì hết. Mà người khổ nhất là cha mẹ mình nhìn mình xót. Rồi khi sau này em có quen một người khác, ta chứ em thẹo gạch không. Rồi cái người đó hỏi ôi ta sao, lý do người ta cho ta chứ em thẹo không. Cái em kể lại cái câu chuyện ngày xưa vậy. Thì cái người yêu hiện tại người ta cũng buồn như thế này. Rồi cho anh hỏi cái nội dung tin nhắn đó là nó đến mức nào mà để cho em phải đau khổ đến như vậy? Dạ. Hẹn đi khách sạn. Phải không? Hẹn qua tới nhà luôn. Chào tùy chị đưa qua khách sạn qua tới nhà luôn ha. Tại vì cái gì mà vô thì dễ sợ vậy. Lúc đó em đang đi làm thì giống như là em chưa tới ngày lãnh lương thì cũng như là chi phí của em nó không còn. Cho nên là em có nhắn tin cho bồ em là em kêu anh ơi qua mua đồ ăn cho em ăn. Bồ em trả lời là anh cũng hết tiền rồi. Anh chỉ còn để có mấy cũng như là một ít trong người thôi. Vừa nhắn tin cho em và vừa nhắn tin cho bạn của em. Thì trong lúc đó là vô tình bạn em đang vô vào khu thương mại là cái chỗ em làm. Thì vô trong quầy em chơi. Thì nó đưa tin nhắn của bồ em cho em coi là bồ em nhắn vậy đó. Là em đọc được là em ơi em qua nhà anh chơi đi, anh nấu đồ ăn cho em ăn. Ủa, trời người yêu của em biết bạn đó là bạn của em không? Dạ dạ không. À
Xong rồi cái trời bất trung gian đó, em chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhất là em kêu bạn của em chụp hình tay với mày lại gửi qua đi. Thấy người đó im lặng, người đó im lặng khoảng từ 5-10 phút, cái nhắn lại cho em một câu là sao cái gì em cũng biết hết vậy. Sao em nói giấy không có được lửa? Bản thân em là một người sống công khai, người yêu của em là bất kỳ ai cũng sẽ biết. Thì cũng chia tay rồi em lại gạch tay, gạch tay chia tay rồi khóc rồi gạch tay làm hoài nha. Mà sao em toàn là mình gặp người yêu hẹn ở nhà không nhỉ? Sẵn hẹn mà đồ ông ơi. Anh biết chị Trang là trong cuộc tình là em bị cấm từng gì. Tại vì vào khách sạn cũng tốn tiền chị. Chị nói thật sự thà là hẹn khách sạn người ta không đau lòng, làm ơn làm phước. Ủa chị ơi, hẹn ở đâu cũng đau lòng đấy chị. Không, người ta không biết. Nếu muốn ăn á thì quẹt bỏ cho sạch. Người ta ăn dùng phải quẹt mỏ cho sạch. Thí dụ muốn ngoại tình thì hẹn cái khách sạn đi, nhà nghỉ đi, không có tiền thì nhà nghỉ. Còn ai có tiền nhắn cho tôi gửi tiền cho 200 ngàn đi khách sạn hay nhà nghỉ ở. Đừng có hẹn qua nhà làm tổn thương người ta, quá sốc, quá sốc. Em thấy chị còn sốc hơn cả Long nữa. Cô ơi, cho con hỏi là khi mà cô nghe Long chia sẻ về câu chuyện về tình yêu của mình á, thì cô có cảm giác là tình cảm của Long nó quá phức tạp không? Nhiều khi cô suy nghĩ cô nói cô thấy buồn đúng không cô? Thì buồn nhưng mà sợ mai mốt á chắc nó còn cái xác không quá. Rồi nó bị bệnh tim nữa không, chứ tại vì nó phức tạp, cái quen người này quen người kia rồi gì tùm lum hết á, tùm lum hết á. Rồi mình coi ở trên mạng á, nhiều khi rồi đâm chém chết rồi giục ngoài đường á. Rồi nó trời sợ. Lâm ơi trời ơi, mày mốt chắc tao đi gom xác mày đi lụm ở ngoài đường đem về quá. Mình nói nó hoài vậy đó, nó kiểu như đi ra đường mình thay vì quen một người thì một người đi, mấy một người thôi. Nhưng mà tùm lum hết, nó mai mốt nó giành nhau là nó giết mày chết, rồi nó chặt xác mà nó giục đầu này cái đầu kia cái là sao mình đi kiếm được. Mình nói nó hoài á, nó chết rồi. Em thật ra cái này là con nghĩ là Long là người bị động mà cô, có nghĩa là Long là người bị phản bội, chứ con thấy Long là một người cũng rất là trung thủy. Bị phản bội sau đó Long mới đi quen người khác. Dạ vâng. Chứ không phải quen một lúc 2-3 người. Nhưng mà nhiều khi cái người ta suy nghĩ là người ta không bỏ, người ta để đó, nhiều khi người ta kiếm thêm. Người ta để cái thằng này ở đây mà thằng này lơ mơ đi kiếm người khác á, thì nó quay lại nó cắn này sao. Thật sự á là em cũng muốn sống chết với một người. Tại vì thật ra cái người mà em đang cần tìm á là tìm một người bạn đời, chứ em không cần một người bạn tình. Mà em thấy thời bây giờ em tìm những người mà nhắn tin em á không có, bạn đời là không có, còn bạn tình qua đêm con đúng, dạ, không? Đúng rồi, tình qua đêm đó. Sau khi các em kia mối tình cuối cùng đó của em là tận tới nay là gần 2 năm mấy em trả quen ai. Rồi để bây giờ mình quay về với chuyện gia đình ha, thì Long có muốn nhân cơ hội này mình giải bày mình với lại anh hai của mình không? Em muốn nói với anh hai là em với anh hai á đều là con của mẹ. Thì chắc lẽ anh hai hoàn mỹ hơn em, tại vì mẹ sinh anh hai ra thì giới tính và mọi thứ anh hai đầy đủ. Còn em thì nó hơi bị sai một chút xíu về cái giới tính. Nhưng mà bản thân em á, sống tốt, em không sống sai. Em chẳng làm gì tội lỗi hết. Và em cũng là con của mẹ. Chắc vì những người đàn ông bình thường á, thì họ lại có cái tính hiền lành như em. Với lại em cũng có hiếu với mẹ nữa, chứ em đâu có quậy phá gì đâu. Anh hai lớn rồi, em cũng lớn rồi. Em nay cũng 24-25 tuổi rồi, thì cuộc sống riêng của em để em tự giải quyết. Còn anh hai thì lo cho gia đình của anh hai đi. Mẹ thì em không cần anh hai lo, em có thể lo được, em có thể lo cho mẹ được. Khánh Chi nghĩ là anh hai đã nghe những lời của Long nói rồi, thì Khánh Chi nghĩ là anh hai cũng đừng làm cho Long khó xử nữa, mà hãy thương Long hơn là anh hai dùng cơ điện chích Long. Thôi bây giờ mình bỏ qua câu chuyện buồn đấy nhá. Đối tượng mà Long nghĩ là mình có thể hẹn hò là kiểu bạn trai như thế nào? Thì cũng như em nói, cái mẫu bạn trai của em á, nó hơi chắc là nó hơi bị rừng rú chút xíu. Rừng rú là sao cưng? Là cái kiểu giống như mình người Sài Gòn, mình sẽ biết rất là nhiều thứ. À giống như ở dưới quê đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ở dưới quê bây giờ em cũng cảm thấy dưới quê nó hơi bị, nó cũng giống như Sài Gòn rồi. Nên là em còn người là đủ suy nghĩ, đủ chững chạc để biết tôn trọng mối quan hệ giữa hai người. Rồi Long muốn tìm một người chồng hay một người vợ? Hỏi kỹ quá à. Dạ thì bây giờ mình kết bạn bốn phương cho Long luôn đi. À ok, thì em rồi, thấy rồi. Nó cũng là một cái cơ hội của Long mà. Dạ vâng, thì em
Như mẹ cũng đã nói rồi, em là bạn tính chụp bê từ nhỏ tới lớn. Muốn thích tính tìm chồng thì không có một người, chắc em nghĩ là chắc không có một anh top nào mà muốn chụp bê đâu. Nhưng mà phải thật tình, trung tình, đừng có hẹn đến nhà nữa là chuyện là chết. Chuyến này là không có gặp tay nữa mà lên tim mới chết thiệt đó. Cô kể nghe, bữa nó đánh lộn với thằng kia, mà nó đánh lộn với thằng chồng nó mà nó đánh không lại luôn á. Đánh không lại thằng kia nhỏ xíu con nó mà đánh nó quá trời đánh luôn, đánh bụp mình nghe cái gì mà bụp mà giọng vô người đó không mà nó sao nó đánh không lại thằng đó luôn, nó bự sao hiền mà nó đánh không lại. Khó chuyện đó đi. Đúng rồi, mẹ sốt ruột con mẹ thì mẹ có quyền mách. Thằng kia nó ấm nhớm nhắc mà nó đánh thường kìa. Thằng kia đánh nó quá là đánh luôn. Phải con vô can. Thôi kệ nó, hai đứa nó làm can gì, nó lớn rồi. Có sức chơi thì có sức chịu, không có can. Mà mình thấy nó thằng đó đánh con mình, nút áo rồi nó bứt cho tanh banh luôn, không còn người ta lột đồ đó, chứ bứt đâu. Khi mà mẹ đã đồng hành với mình qua rất là nhiều những cái thăng trầm như vậy á, Long có lời gì muốn nói với mẹ mình không? Em con nghĩ là chắc từ đó giờ bất kỳ ai cũng chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ mình hay là ba mình nói một câu là con yêu mẹ. Khó nói lắm, con yêu mẹ. Bản thân con cũng chưa bao giờ nói chuyện với là ba mẹ, con yêu thương mẹ thật sự, rất là con, khó nói. Con không còn biết là người ta nhìn mẹ như thế nào. Luôn đó trong mắt con là mẹ là một người cao cả nhất. Nó nói vậy nó không nói, kiểu như đi lâu lâu về là nựng hung rồi bóp vú luôn này kia nọ. Rồi vậy thôi à, chứ nó có tật vậy đó. Đây là hung rồi cái bóp vú cho giống từng hình đó mẹ. Để bấm hình thì mẹ nói lên có gì nó vô luôn chứ có gì đâu. Mẹ thấy sao? Cái là thực tế mà. Thực tế luôn, rất là bình thường. Xác luôn. Nựng vú mẹ, hung vú mẹ là bình thường. Chị cũng vậy. Chị cũng vậy mà. Dương thì ra chỗ mà cô làm ngoài cũng là bóp cho nó thấy, cái thằng kia thấy cái nó cười luôn rồi. Nó chuyên gia đó, nó nựng vú, nựng mặt, nựng này kia nọ. Tại nó thương cô quá đi. Hai mà còn khóc sướt mướt luôn vậy đó. Chị cũng khóc, chị khóc được hàng tiếng luôn. Thấy cô nó giống không? Dạ, khóc hàng tiếng luôn. Long rất là giống cô, giống về khuôn mặt, rất là đẹp, tất cả mọi thứ. Rồi Long ơi, bây giờ anh muốn hỏi về cái dự định tương lai của mình. Có nghĩa là Long có muốn thay đổi gì về hình hài của mình không? Hay là... Ý nó Long có muốn giải phẫu trở thành con gái hay là không? Ý em hỏi vậy phải không? Không muốn làm con gái không? Làm con gái thì có suy nghĩ không? Dạ em đã cũng đã từng suy nghĩ, nhưng mà thật sự ra là em không muốn. Có suy nghĩ thôi, cũng thích nhưng mà không có muốn, không có quyết định là làm. Mẹ em cũng cứ lâu lâu cái kêu em làm gái cho mẹ coi. À dạ, gái đang cho mẹ coi hả? Dạ. Long làm gái đẹp không con? Đẹp lắm. Không ai nhìn ra luôn à. Vậy hả cô? Bữa cô làm trong quán áo cười á, rồi cái nó giả gái đi, nó đi vô thì nó mặc đầm trắng rồi cũng như vậy nè, tóc thì dài xuống ở đây, thì mang guốc cao vậy nè. Đẹp lắm hả cô? Đẹp lắm, nhưng mà cái này của nó hôm đó nó còn gần đây nè. Cái nó hỏi, nó vô nó kiếm mẹ. Cái mấy tụi nó hô vú lon à, nhỏ nào nó kiếm vú kìa. Trời đất ơi, nhỏ nào kiếm. Ở dòm ra thấy nó là mình biết rồi, nhưng mà mấy đứa kia thì nó không có biết. Cái nó trời ơi, tụi bay không biết ai hả tụi bay? Ai vậy, hồi nay sao bà có đứa con gái này nữa vậy? Nó trời ơi, mày nhìn kỹ ra coi không biết ai á. Thiệt, không biết ai hết á. Mày nói thiệt hay nói chơi vậy? Nó không nói thiệt. Trời ơi, Long em đó. Cái nó giờ mà bắt đầu nó kìa, mày kêu đưa cái này ra, đưa cái này ra, tụi nó mới nhìn ra nó đó. Đẹp lắm, nó mua đầy đủ bộ dụng cụ hết luôn. Là cái mà tóc dài vậy, rồi áo ngực, đồ này kia đầy đủ hết luôn á. Đặng mà giả gái mà. Lâu lâu nó giả gái, lâu lâu mới làm. Lâu lâu có này, thuốc thì cao vậy nè. Nhiều khi em nhận cái vai diễn là nằm nữ thì em mới làm. Còn bình thường em không thích, tại vì nó đẹp rất lắm. Là nực và nó rất là nặng nề, là con gái rất là cực lắm, là con gái cực lắm. Con cảm ơn cô, cảm ơn Long đã đến và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.